Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy là cơ quan đầu não của lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa. Với đội ngũ cán bộ chiến sĩ tinh nhuệ và bản lĩnh, trong những năm qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã lập nên nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của những nữ trinh sát, nữ điều tra viên dũng cảm, mưu trí. Dù chỉ chiếm gần 16% quân số đơn vị, nhưng cán bộ nữ công tác tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa có mặt ở hầu hết các lĩnh vực chuyên môn, từ tham mưu tổng hợp đến trực tiếp tham gia trinh sát, điều tra, giải quyết các vụ án. Đằng sau thành công của các chuyên án lớn, phức tạp, các đường dây ma túy liên tỉnh xuyên quốc gia bị triệt xóa, luôn có sự đóng góp không nhỏ của các cán bộ nữ, những người được mệnh danh là bông hồng thép trên trận tuyến đầy cam go này. Trong những năm vừa qua, thì lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an toàn tỉnh đã đạt được kết quả nhất định, được Bộ Công an, Đảng ủy Giám đốc Công an tỉnh và nhân dân đồng tình ủng hộ. Để đóng góp những thành tích đó thì có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ nữ, các đồng chí đã không quản ngày đêm khó khăn vất vả trong các việc đấu tranh các chuyên án trinh sát để bắt giữ đối tượng đạt hiệu quả cao. Trước yêu cầu ngày càng cao của công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã luôn sát cánh cùng đồng đội thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đặc biệt là trong việc triển khai đề án xây dựng xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố không ma túy, mô hình phòng chống ma túy theo 3 lớp, tập trung chặn cung, giảm cầu, ngăn chặn có hiệu quả nguồn ma túy từ sớm, từ xa, đồng thời kéo giảm nhu cầu ma túy trên địa bàn. Song song với thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, các nữ chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy luôn tích cực trong công tác hội và phong trào phụ nữ, công tác thiện nguyện hướng về cơ sở, tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm xây dựng các địa bàn không ma túy. Kết quả từ các hoạt động trên đã góp phần tạo được niềm tin, khí thế sôi nổi trong quần chúng nhân dân, tích cực tham gia cùng lực lượng công an trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, được các đơn vị nghiệp vụ ghi nhận, đánh giá cao trong công tác phối hợp. Có những đồng chí cán bộ nữ của lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy có thể nói là hết sức là vất vả, khó khăn. Có nhiều cái chuyên án mà các đồng chí là trực tiếp tham gia khám phá, tham gia đấu tranh. Có những cái chuyên án mà đấu tranh với cái đối tượng phức tạp thì những đồng chí nữ này thì cũng có những cái bản lĩnh vững vàng cũng như các đồng chí nam khác vẫn phải bắt, vẫn phải xử lý những cái tình huống phức tạp. Ban chấp hành Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tổ chức tốt các mô hình phần việc đóng góp vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thực hiện có hiệu quả các cái hoạt động xã hội tình nghĩa, chung sức vì cộng đồng đã được Trung ương Hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng bằng khen. Nhiều cá nhân tập thể được giám đốc các cấp hội khen thưởng. Bởi tính chất đặc thù công việc và giới tính, các nữ cảnh sát phòng chống ma túy cũng sẽ vất vả hơn khi vừa phải thực hiện thiên chức làm mẹ, làm vợ, vừa vượt lên mọi khó khăn gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đại úy Nguyễn Hoàng Anh, hơn 14 năm gắn bó với công việc trinh sát ma túy đầy hiểm nguy, tham gia hàng trăm chuyên án, vụ án lớn nhỏ. Trong sự gian khổ khắc nghiệt của nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm ma túy, chị và các đồng đội nữ của mình bằng bản lĩnh, nghị lực và sự khéo léo của phái nữ đã nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Để có thể hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao thì ngoài cái tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm thì đòi hỏi những người chiến sĩ phải có sự bản lĩnh, mưu trí để có thể xử lý nhanh gọn, hiệu quả mọi tình huống xảy ra. Dù là phải đối mặt với nhiều khó khăn, gian khổ nhưng vượt lên trên tất cả, chúng tôi vẫn luôn kiên định với lý tưởng nghề nghiệp đã chọn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần đẩy lùi cái chết trắng, giữ gìn bình yên, trật tự an toàn xã hội cho địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Dẫu còn nhiều khó khăn, vất vả, song với tinh thần chủ động, tích cực, không ngại khó, các nữ cảnh sát phòng chống ma túy đã và đang thầm lặng cống hiến, có những đóng góp quan trọng cho công tác bảo đảm an ninh trật tự và thực sự là những bông hoa đẹp trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc.